Hello anh em, nay mình sẽ giới thiệu với anh em một bộ mũi khoan khoét lỗ. Đặc biệt của bộ này á thì sẽ khoét được kim loại nha anh em. Mũi này khoét kim loại rất là tốt. Chất liệu á thì là bằng thép HXS nha anh em, rất là tốt, rất là bền. Thì mũi này trong cái mũi thì có một cái lò xo để cố định. Còn đai á thì mỗi mũi thì có một cây một cái đồ mỡ này, mình có thể nới cho cái mũi nó dài ra hoặc nó ngắn vào. Tí nữa mình sẽ mang đi test trên sắt hộp. Bộ này á gồm có 5 size nha anh em, size 16, 18, 5, 20 và 25 và 30. Mình bán nguyên bộ chứ không có bán lẻ nha anh em. Anh em muốn mua sản phẩm thì anh em có thể đang xem clip cái review về cái mũi khoan này đi. Anh em kích vào đây, nó sẽ hiện ra cái link của Shopee và Lazada. Anh em kích vào đó mua hoặc liên hệ số điện thoại này của mình. Mình có để ở dưới phần mô tả hoặc gọi trên trên màn hình này. Mình sẽ để luôn cái đường link mã giảm giá của Lazada và Shopee để anh em kích vào đó để lấy mã giảm giá mua để nó được rẻ hơn. Mũi khoan rất là ngọc nha anh em. Giờ mình sẽ khoan thêm bóng lỗ nữa. Mũi này mà dành cho mấy anh em thợ hay làm cửa sắt cửa nhôm ấy, thì khá là tiện nha anh em. Nãy giờ thì mình đã có test cái mũi khoan khoét lỗ kim loại cho anh em xem. Anh em á có cần mình review món nào mình đang quay đây thì bình luận dưới phần mô tả, mình sẽ review cho anh em xem. Anh em thấy mình chia sẻ hữu ích á thì xin hãy bấm like, ấn nút đăng ký, bật chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại.